Đây là câu chuyện về hạt giống cây tre Mozo và sự kiên trì của người nông dân. Có người nông dân nọ, như tất cả nông dân khác, phải làm việc quần quật để nuôi sống gia đình mình. Một ngày kia, anh ta nghe kể về một loại cây có giá cao, lớn nhanh như thổi, cao đến 27 mét chỉ trong vòng 6 tuần, có thể thu hoạch nhanh chóng. Hy vọng có một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình, người nông dân dành một khoảnh đất lớn để cuốc đất, gieo hạt giống của loại cây thần kỳ kia. Đều đặn mỗi ngày, người nông dân tưới nước cho từng hạt giống mà anh đã cẩn thận đánh dấu trên khoảnh đất. Và theo bản năng, mỗi khi tưới, anh đều nhìn thật kỹ xem hạt nảy mầm hay chưa. Không có gì. Vì phải nuôi sống gia đình nên người nông dân trồng những loại cây lương thực khác ở khoảng đất nhỏ bên cạnh. Hàng ngày anh ta tưới và chăm sóc cho cả hai loại cây, cây cho lương thực và cây cho hy vọng. Trong khi cây lương thực đã nảy mầm và bắt đầu lớn, thì bên khoảng đất gieo những hạt cây hy vọng, không có gì. Thời gian trôi qua, các cây lương thực đã có thể thu hoạch, nhưng chúng chỉ nuôi sống người nông dân và gia đình trong vài ngày, vài tuần, chứ không phải lâu dài. Chúng chỉ dành cho hiện tại, chứ không mang đến tương lai tốt đẹp. Một năm nữa trôi qua trên khoảng đất kia, không có gì. Người nông dân vẫn chăm chỉ tưới nước. Anh ta cố nhìn thật kỹ nhưng chỉ thấy đất và đất. Hy vọng, ước mơ, niềm tin của anh ta bắt đầu dao động. Có khi nào hạt giống bị hư, úng hoặc chuột ăn? Trong vùng chưa ai từng trồng loại cây này nên người nông dân không biết điều gì đã xảy ra. Một năm nữa lại trôi qua, trên khoảnh đất kia không có gì. Những người hàng xóm vốn không tin vào câu chuyện thần kỳ của loại cây nọ đã đem người nông dân ra làm trò đùa hàng ngày. Họ châm chọc hy vọng hão huyền của người nông dân. Họ tỏ ra khinh miệt khi thấy người nông dân đều đặn hàng ngày xách nước tưới cho khoảnh đất trống. Chính người nông dân cũng bắt đầu tự hỏi chính mình. Liệu mình có đang phí hoài công sức không? Liệu những cố gắng kiên trì của mình có mang lại kết quả đáng kể không? Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, trên khoảng đất kia không có gì. 3 năm ròng rã, không bỏ sót một ngày, người nông dân vẫn đều đặn xách nước tưới lên khoảng đất. Tuy vậy, niềm tin và hy vọng của anh ta đã suy giảm đáng kể. Một ngày nọ, anh ta đứng nhìn trân trối vào khoảng đất và gào lên nỗi thất vọng và sợ hãi của mình. Mảnh đất yên lặng như chế nhạo anh ta, còn những cơn gió thì vỗ về anh hãy tiếp tục hy vọng của mình. Anh ta thở dài và lặng lẽ xách từng xô nước tưới lên những luống đất im lìm. Lại một năm nữa trôi qua, không có gì. 4 năm. 4 năm mơ ước hy vọng và chăm chỉ vuông đắp cho ước mơ. Điều kỳ diệu nếu có, chắc hẳn cũng đã phải xuất hiện. Những người hàng xóm không còn châm chọc nữa. Họ thậm chí không thèm quan tâm đến người nông dân nữa. Họ cũng đã đổi tên anh thành kẻ điên khùng cứng đầu. Đến lúc này, niềm tin về loại cây thần kỳ của người nông dân đã vơi đi nhiều. Hàng ngày anh vẫn tưới nước, nhưng đó hầu như là thói quen và trách nhiệm chứ không phải là sự hứng khởi như ngày nào. Anh tự nhủ rằng kết quả có như thế nào thì những hạt giống dưới đất kia vẫn là hy vọng của mình, vì vậy mình cần phải chăm sóc nó. Thêm một năm nữa trôi qua, không có gì. Đã 5 năm trôi qua, người nông dân đã mệt mỏi. Mệt mỏi vì những gì nhìn thấy mỗi khi tưới trên khoảng đất trống. Mệt mỏi vì vẫn phải đồng thời trồng những loại cây lương thực nuôi sống gia đình. Và trên hết, mệt mỏi vì phải tự thuyết phục, tự nuôi dưỡng mơ ước của mình. Niềm tin của anh ta dường như đã hết. Đã nhiều năm trôi qua, có lẽ chẳng có điều kỳ diệu gì xảy ra cả. Người nông dân bắt đầu tự dằn vặt bản thân. Chắc là mình tưới không đúng cách, hay là mình sai sót lúc gieo gạt. Phải có điều gì đó, nếu không thì cây phải mọc lên rồi mới phải. Nếu tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn anh ta, 5 năm nuôi dưỡng giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, giờ thì giấc mơ đó đang quay lại chế nhạo anh ta. Mong muốn gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn đã chìm nghiệm và không để lại dấu vết gì, hệt như mảnh đất mà anh ta vẫn tưới hàng ngày. Lòng đầy tuyệt vọng, đôi mắt ướt đẫm, hai vai buông thõng,
người nông dân lê bước xách những xô nước tưới lần cuối cùng cho những giấc mơ, hy vọng, niềm tin vào điều thần kỳ. Sau 5 năm, anh ta nhận ra đã đến lúc bỏ cuộc. Sáng hôm sau, cả làng bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng khóc sung sướng của người nông dân. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy anh ta đang chạy như bay về gọi vợ con ra ngoài mảnh đất trống kia. Khi vợ con anh ta chạy ra, tất cả dân làng cũng chạy theo sau. Họ tò mò không hiểu điều gì khiến gã điên khùng cứng đầu kia phấn khích tột cùng như vậy. Ra đến nơi, tất cả thấy người nông dân đang đứng giữa hàng loạt những búp măng xanh thẳm, khỏe khoắn, nhọn hoắt và đồng thời nhú lên khỏi mặt đất. Anh ta bắt đầu nhảy. Điều kỳ diệu đã đến, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh ta vừa khóc vừa hát. Dân làng không tin vào mắt mình. Những búp măng lớn nhanh như thổi, người ta thậm chí có thể nhìn thấy nó cao hơn bằng mắt thường. 5 ngày trước, cây tre cao bằng đứa trẻ, nhưng hôm nay nó đã cao hơn một người lớn. 1 mét, 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 27 mét, chỉ trong 6 tuần. 5 năm không có gì, và chỉ sau 6 tuần, nó đã cao 27 mét. Đó đúng là điều kỳ diệu. Giấc mơ của người nông dân đã thành hiện thực. Anh ta có thể thu hoạch cánh rừng tre của mình và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Từ những gốc cây đã thu hoạch, nhánh mới sẽ sớm xuất hiện và tiếp tục một lứa, một mùa thu hoạch khác. Người nông dân nhận ra rằng loại cây thần kỳ không chỉ mang đến tương lai tốt đẹp, nó còn dạy anh nhiều bài học vô giá. Anh ta học được cách nuôi dưỡng giấc mơ. Anh ta học được cách biến ước mơ thành hiện thực bằng từng hành động nhỏ mỗi ngày. Anh ta học được cách vượt qua những lời chế nhạo, chỉ trích. Anh ta học được cách vượt qua sợ hãi, nghi ngờ của bản thân để tiếp tục bước tới. Anh ta học được cách tin tưởng ngay cả khi không có lý do để tin tưởng. Giờ thì người nông dân đang mỉm cười nhìn những người trong làng đang chăm chỉ xách nước tưới cho những mảnh đất trống không của họ. Họ đã biết chắc rằng câu chuyện cây thần kỳ cao 27 mét trong 6 tuần là có thật. Bởi vì người nông dân kia đã làm được. Bởi vì người nông dân kia đã kiên trì, đánh đổi và đối mặt để chứng minh rằng nó có thật. Còn bạn thì sao? Bạn sẵn sàng làm những gì để biến ước mơ của mình thành hiện thực? Bạn sẽ kiên nhẫn trong bao lâu? Bạn sẽ duy trì theo đuổi kế hoạch trong bao lâu? Bạn sẽ đối mặt với nỗi sợ và nghi ngờ của chính mình trong bao lâu? Niềm tin của bạn mãnh liệt đến mức nào? Câu trả lời là của riêng bạn. Tôi hy vọng rằng câu trả lời đó sẽ giúp bạn đạt được tất cả những thành quả mơ ước trong đời. Và hãy làm điều này để giúp những người khác có thể đạt được ước mơ của họ. Hãy gửi câu chuyện thần kỳ về loại tre mojo này cho họ như một lời động viên rằng bạn sẽ làm được. Hãy kiên định với giấc mơ của mình. Khi thời khắc tới, điều thần kỳ sẽ xảy ra.